Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Sinh vật cảnh channel của em Tài nhé. Hôm nay thì em Tài lại tiếp tục lên cho tất cả các bác một em khủng bạc mã mang mã số 3881. Con này thì phải nói là siêu mỏ, hót mũ đảo rồng liên tục luôn các bác ạ. Chim thì bị lồi mỏng nhé. Các bác nhìn thật kỹ ở bên cái chân phải á, thì cái mỏng ở chính giữa ở bên chân phải là bị mất cái đầu sừng nhé. Cái này thì không có nhầm nhò gì đâu, mình bắt về chơi nghe hót á thì phải nhìn thật kỹ mới thấy, còn nhìn sơ sơ thì cũng không có thấy được các bác ạ. Được cái con này là rồng chim xíu mỏ nhé. Bác nào mà ở gần thì nên ghé xem em Tài xem trực tiếp luôn, tại vì xem trực tiếp nó mê lắm các bác ạ. Xem trực tiếp nó chơi còn đã hơn cả trong video nữa đấy. Một chú chim hót mũ bản đuôi xòe to lên cạnh mình. Và đặc biệt con này thì hót chơi tối ngày luôn, giờ nào nó cũng chơi được hết đấy, sáng trưa chiều tối hay là nửa đêm gì nó cũng đều chơi được hết cho tất cả các bác nhà mình nhé. Với lại con này thì cứ hót là nó sẽ múa, cứ hót là sẽ múa nhé. Các bác nhìn cái bàn đuôi con này như thế nào ạ? Cái bàn đuôi thì còn thiếu một số còng lông nữa mà nó đã xòe như vậy rồi ấy, thì lúc mà giá đủ thì phải nói là xòe tét đít luôn đấy. Con này múa cánh cũng rất là rồng, hót hay mau mỏ đừng hỏi luôn. Chim thì chỉ bị lỗi cái mỏng nhẹ như vậy thôi, ngoài ra không có tật lỗi thêm đâu các bác ạ. Các bác bắt con này về sẽ không có chế được đâu nhé. Một chồng chim xíu mỏ luôn, hót solo cũng tốt mà hót đậu cũng cực kỳ ok cho tất cả các bạn nhé. Bác nào bắt con này thì có thể liên hệ em Tài nhé. Chim bồ khá và đang thay lóng rất chí là mạnh luôn, cho nên các bạn bắt về chăm thêm giúp em Tài nhé. Một chú chim quá tuyệt vời để cho mình về chơi nghe hót đấy. Con này thì em Tài giao lưu với tất cả các bạn cái phí là 2,2 triệu nhé. 2,2 triệu cho em khủng bạc mã mang mã số 3881. Và bây giờ thì em Tài xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video và cùng nghe chim hót nhé. Các bác nhớ xem hết video giùm em Tài nhé. Mời các bác cùng theo dõi video nhé.